Bộ 10 quần lót nam bikini Cardi với chất liệu an toàn, không gây mẫn cảm, co giãn tốt, thoải mái vận động và hạn chế vết hằn trên cơ thể, kiểu dáng đẹp mắt và thời trang. Thoải mái và an toàn cho nam giới với bộ sản phẩm ngày hôm nay được làm từ sợi cô tông cao cấp quý vị nha. Thẩm thấu tốt là không phóng aldehyde, hạn chế vấn đề xù lông của vải cô tông. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Quà tặng hấp dẫn ngày hôm nay quý vị sẽ nhận được khi chúng ta đặt hàng thành công gồm có 7 món, 2 quần boxer nam với chất liệu cao cấp thấm hút tốt, 2 quần sọt nam với chất liệu thun co giãn tốt, thoải mái mặc nhà hoặc chơi thể thao. Kèm theo đó sẽ là 3 chiếc áo thun nam mặc nhà hoặc dạo phố, chất liệu cô tông thấm hút tốt, màu sắc ngẫu nhiên. Đây là cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai Home Shopping. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng. Chúng ta đang đến với chương trình mua sắm rất là đặc biệt trên VTV Hyundai Home Shopping. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một cơ hội để lựa chọn những trang phục lót cho nam giới ngay trong chính gia đình của mình. Bản thân Quang Quý là nam giới thì Quang Quý cũng hay suy nghĩ tới vấn đề là nhiều khi mà chúng ta đi ra ngoài các cửa hàng thời trang, chúng ta mua những chiếc quần lót như thế này sẽ tốn thời gian, tốn công sức và mình phải lựa chọn về chất liệu nữa đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà đến với VTV Hyundai Home Shopping, tất cả mọi thứ đó đều được giải quyết quý vị nha. Chọn một bộ sản phẩm rất là phù hợp với nhiều nam giới ở những độ tuổi khác nhau và nhiều cân nặng khác nhau. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị chọn một bộ sản phẩm 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini đến từ thương hiệu Cardi quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, Cardi là một thương hiệu đã rất nổi tiếng và được yêu thích trên VTV Hyundai Home Shopping. Ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa trở lại để mang đến cho quý vị một sản phẩm rất là đặc biệt. Tại vì sao đặc biệt? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một combo luôn ha quý quan quý. Chúng ta sẽ có ngay một combo gồm có 10 món, trong đó chúng ta sẽ có 10 chiếc quần lót với kiểu dáng bikini với những màu sắc cơ bản phù hợp với nam giới của chúng ta, và mức giá ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn, chỉ có 499.000 đồng mà thôi quý vị nhé. Khi đó chúng ta còn được nhận quà nữa quan quý ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và với dòng sản phẩm ngày hôm nay chọn một bộ 10 chiếc quần lót lận quý vị nha, mức giá 499.000 đồng. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn có quà tặng kèm theo. Quà tặng bao gồm gì ạ? Đầu tiên phải kể đến là 3 chiếc áo thun nam quý vị nha. 3 chiếc áo thun nam cổ tròn như thế này có thể là mặc tại nhà, luyện tập thể dục thể thao, và không dừng lại ở đó, kết hợp với 3 chiếc áo thun nam tặng ngay cho quý vị thêm 2 chiếc quần sọt nam nữa quý vị ạ. Màu sắc chúng tôi xin phép được giao ngẫu nhiên, và không dừng lại ở đó còn có thêm món quà nữa bao gồm là 2 chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer cùng chất liệu rất là cao cấp, thấm hút mồ hôi rất là tốt, giúp cho chúng ta có thể vận động suốt cả ngày, làm việc suốt cả ngày một cách thoải mái hơn. Ngay bây giờ hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Quý vị đặt bao nhiêu bộ sản phẩm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị chọn một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Cardi quý vị nha. Những chiếc quần lót nam trong chương trình lần này chúng tôi mang đến được làm từ 100% sợi cô tông, và bên cạnh đó thì chất liệu không formaldehyde, cho nên là khi mà chúng ta mặc vào cảm giác rất là an toàn cho làn da của mình, đặc biệt là với những làn da nhạy cảm ở phần bên dưới cơ thể của chúng ta, ôm sát cũng như là nâng đỡ phần bên dưới, kết hợp với rất là nhiều những bộ trang phục khác nhau. Và ngày hôm nay chọn một bộ sản phẩm lên tới là 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini, cho nên quý vị có thể là hoàn toàn an tâm sở hữu cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà đặt hàng thành công thì chúng ta còn có quà tặng nữa. Quà tặng ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị rất là nhiều nha. Chúng ta sẽ có đến 7 món quý vị nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có ngay 2 quần boxer nam với chất liệu cao cấp và thấm hút mồ hôi. Kèm theo đó chúng ta sẽ có 2 quần sọt nam với chất liệu thun co giãn tốt, thoải mái mặc nhà hoặc đi chơi thể thao cũng rất là thuận tiện nữa. Và kèm theo nữa là chúng ta còn có 3 chiếc áo thun nam với màu sắc ngẫu nhiên để thoải mái mặc ở nhà hoặc là dạo phố, đi xem phim cũng như là đi ra ngoài chúng ta có thể vui chơi cùng với bạn bè cũng thoải mái. Quý vị thân mến, đây là một cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai Home Shopping. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để nhận được ngay một phần quà rất hấp dẫn 7 món, và kèm theo đó chính là sản phẩm chính 10 chiếc quần lót của thương hiệu Cardi ngày hôm nay. Hãy nhanh tay sở hữu nào. Bộ 10 quần lót nam bikini đến từ thương hiệu Cardi, chất liệu an toàn, không gây mẫn cảm, co giãn rất là tốt quý vị nha, giúp cho chúng ta thoải mái vận động và hạn chế những vết hằn trên cơ thể, kiểu dáng đẹp mắt và thời trang. Thoải mái và an toàn cho nam giới, được làm từ sợi cô tông cao cấp, thấm hút tốt, không formaldehyde, hạn chế vấn đề xù lông của vải cô tông, được sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt trong chương trình lần này, bộ 10 quần lót nam bikini đến từ thương hiệu Cardi có 4 kích thước để cho tất cả chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn S, M, L và XL, mức giá cực kỳ hấp dẫn quý vị nha, 499.000 đồng. Quà tặng 7 món kèm theo cực kỳ hấp dẫn cũng dành cho nam giới: 2 quần lót nam kiểu dáng boxer, 2 quần sọt nam, và áo thun màu sắc ngẫu nhiên, bộ sản phẩm thể hiện đẳng cấp phái mạnh.
Qua tân 7 món hấp dẫn ngày hôm nay khi quý vị đặt hàng thành công: hai quần boxer nam với chất liệu cao cấp thấm hút mồ hôi tốt, hai quần sọt nam với chất liệu thun co giãn tốt, thoải mái mặc nhà hoặc chơi thể thao. Ngoài ra chúng ta còn có thêm 3 chiếc áo thun nam để mặc nhà dạo phố đi chơi, chất liệu cô tông thoáng mát thấm hút mồ hôi với màu sắc ngẫu nhiên. Cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý và Minh Sang trong chương trình mua sắm rất là hấp dẫn kỳ này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa Quang Quý chia sẻ lại là chúng ta sẽ có thể là có cơ hội sở hữu ngay trọn một bộ sản phẩm dành cho nam giới trong gia đình của tất cả chúng ta. Đúng quý rồi. Vị nha. Đó chính là những chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini. Tổng cộng một lần đầu tư thôi chúng ta đã có đến là 10 chiếc quần lót như thế này quý vị ạ. Những lần mà Quang Quý đi ra ngoài ngày xưa nha, mỗi lần mà mua sắm á, lựa chọn từng chiếc một như vậy rất là mất thời gian Minh Sang ơi. Rồi mình phải coi là về kích thước nào, về chất liệu nữa, cũng như là về cái mẫu mã của nó như thế nào, màu sắc có phù hợp với chúng ta hay không. Tuy nhiên với chương trình lần này, quý vị cũng có thể thấy là bộ sản phẩm là 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini như thế này, với phần lưng thun á, rất là nhỏ như thế này, cái bảng cũng không quá to, cũng ôm sát phần cơ thể của chúng ta. Và bên cạnh đó chất liệu là cô tông 100%, cho nên nếu mà quý vị chúng ta mặc nè, kết hợp với quần tây, áo sơ mi, quần jean hay là áo thun, rồi mình mặc để luyện tập thể dục thể thao suốt cả một ngày dài năng động thì cũng không sợ lo vấn đề bị hầm, bị bí hay là cảm giác khó chịu luôn. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã có một chương trình rất đặc biệt trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nhé. Khi mà chúng ta đầu tư một lần chỉ có 499.000 đồng mà thôi, chúng ta sẽ nhận ngay một bộ sản phẩm lên đến 10 món hàng quan quý. Đây là những chiếc quần lót rất là thiết thực cũng như là cần thiết cho nam giới của chúng ta. Đôi khi nam giới không có nhiều thời gian đi ra ngoài đến các siêu thị cũng như trung tâm mua sắm để chọn những chiếc quần lót và có cái cảm giác hơi ngại ngùng với quan quý khi mà chúng ta đứng lựa từng món. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên là chúng ta có thể mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping rồi. Không cần đi đâu cả mà chúng ta lại có nguyên một trọn bộ 10 món như thế này. Và mức giá rất là hấp dẫn nữa, không còn cái cảm giác ngại ngùng khi đi ra ngoài. Ngay bây giờ chúng ta hãy nắm bắt cơ hội để nhận được một món quà rất là hấp dẫn lên đến 7 món khi mà chúng ta sở hữu sản phẩm chính ngày hôm nay hả Quang Quý? Đúng rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta sở hữu những dòng sản phẩm chính, đó chính là những chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini, thì thường không biết là Minh Sang hay là tất cả quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà bản thân Quang Quý, một trong những tiêu chí khi mà chúng ta lựa chọn những chiếc quần lót như thế này, đầu tiên đó là chất liệu quý vị nha. Đúng quý rồi. Vị cũng có thể thấy đây là những chiếc quần lót với chất liệu là 100% cô tông, cho nên là quý vị có thể là hoàn toàn an tâm nè, hạn chế những cái vấn đề xù lông nè, cũng như là chúng ta mặc vào cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu quý vị nha. Đó, và vấn đề co giãn cũng rất là tốt, và quý kéo rất là mạnh như thế này, mạnh lắm luôn nha Minh Sang, nhưng mà buông ra đó nó vẫn trở về hình thái ban đầu, cho nên quý vị có thể hoàn toàn an tâm quý vị ạ. Và cũng như là kiểu dáng như thế này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với 4 cái thước khác nhau, S nè, M nè, XL và cả size L nữa quý vị nha, cho nên là sẽ rất là phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Và bên cạnh đó, giống như là Quang Quý chia sẻ về chất liệu của sản phẩm này, đó chính là 100% là sợi cô tông quý vị nha, cũng như là không formaldehyde. Và nhiều khi mà mình nói không thì chúng ta cũng không có thể nào mà tin tưởng được nhiều đúng không ạ? Cho nên Quang Quý sẽ thực hiện ngay một thí nghiệm ngay trong phim trường của VTV Hyundai luôn. Và Quang Quý đã thực hiện một thí nghiệm cùng với đá khói quý vị ạ. Đó, đá khói như thế này nè, khi mà Quang Quý bịt kín cái phần quần lót của chúng ta lên đây thì khói vẫn có thể bốc ra một cách cực kỳ là dễ dàng và thoải mái. Điều này chứng minh khi mà chúng ta mặc á, trong cả một ngày dài năng động quý vị nha, chúng ta cũng có thể là hoàn toàn an tâm cùng với dòng sản phẩm chính như thế này, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và đặc biệt trong chương trình lần này không chỉ là với sản phẩm chính đâu quý vị ạ, chúng tôi còn mang đến cho tất cả quý vị sản phẩm quà tặng, đó chính là bộ hai chiếc quần lót nam là kiểu dáng boxer quý vị nha. Với hai chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer như thế này thì chất liệu cũng vô cùng là thấm hút cũng như co giãn tốt. Và bây giờ Quang Quý sẽ tiếp tục làm một thí nghiệm cùng với đá khói nữa quý vị ạ. Bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy Quang Quý thực hiện ngay cái thí nghiệm để chúng ta có thể thấy là cái độ mà thoáng khí của những chiếc quần. Mà đây là những chiếc quần quà tặng quý vị nhé. Chúng ta sẽ có hai chiếc quần với kiểu dáng boxer cũng rất là thể thao cũng như là thời trang. Và quý vị đang nhìn thấy khói bốc lên rất là nhiều đó Quang Quý ơi. Quà tặng ngày hôm nay gồm có hai chiếc quần boxer kèm theo là hai chiếc quần sọt rất là năng động nữa. Và kèm theo đó là ba chiếc áo thun với nhiều màu sắc tươi tắn và phù hợp với nam giới của chúng ta. Hãy nhanh tay lên quý vị ơi, số lượng quà tặng ngày hôm nay rất là nhiều, 7 món lận. Và kèm theo sản phẩm chính của chúng ta là 10 món được Quang Quý, tổng cộng chúng ta mua 10 mà được 17 món hả Quang Quý? Đúng rồi thưa quý vị, quả thật đây sẽ là một cơ hội mà chúng ta có thể là mình lựa chọn, mình mua sắm một lần thôi quý vị nha, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được công sức luôn quý vị ạ. Và nhiều khi mà chúng ta lựa chọn những chiếc quần lót như thế này thì tốn rất là nhiều thời gian Minh Sang ơi. Và nếu mà quý vị chúng ta đang lo lắng về cái vấn đề là mình mua hàng thông qua truyền hình thì như thế nào, nhiều khi là chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm mà mình mặc vào không vừa thì ra sao đúng không ạ? Quý vị có thể là hoàn toàn an tâm trong chương trình lần này thì nếu mà quý vị đặt
đặt hàng cùng với chúng tôi, chỉ cần nhấc máy lên và điện thoại về cho số tổng đài đang hiển thị trên màn hình thì nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể là lựa chọn những dòng sản phẩm với kích thước phù hợp với mình nhất. Quý vị cũng như có thể là cung cấp là về chiều cao, cân nặng hay là về số đo vòng eo quý vị nha. Từ đó thì nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho tất cả quý vị là những sản phẩm KD ngày hôm nay sẽ là kích thước như thế nào là phù hợp với tất cả quý vị nhất. Còn với Minh Sang thì khi mà Minh Sang thấy là trọn bộ sản phẩm như thế này nè, với những cái món sản phẩm chính rồi, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa thì Minh Sang cảm thấy như thế nào? Trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay gồm có 10 món là những chiếc quần lót với kiểu dáng bikini đã rất quen thuộc của Quang Quý ha. Chúng ta còn nhận thêm quà tặng 7 món, đó là gì ha? Chúng ta sẽ có ngay đó là hai chiếc quần lót kiểu dáng boxer nè, chúng ta có hai chiếc quần sò cũng rất là năng động nữa, và kèm theo đó là ba chiếc áo thun với màu sắc ngẫu nhiên xin gửi đến tất cả quý vị. Minh Sang nghĩ rằng không chỉ có nam giới mới quan tâm đến chương trình ngày hôm nay của tất cả quý vị, mà những chị em phụ nữ nào đang xem chương trình này thì cũng nên lưu ý, đây sẽ là một gợi ý rất là tốt để chúng ta có thể mua về và làm quà tặng cho chồng của mình, người yêu, hoặc là tặng cho bố em trai cũng rất là tốt. Sản phẩm ngày hôm nay lên đến 17 món ha Quang Quý, mà mức giá chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Và thưa quý vị, quả thật là rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ Quang Quý đang đến gần sản phẩm quà tặng ở kế Quang Quý đây, đó chính là ba chiếc áo thun nam quý vị nha. Với ba chiếc áo thun nam như thế này thì chúng ta có thể là mình mặc ngay tại nhà của mình nè, mình kết hợp với mặc là mình luyện tập thể dục thể thao hay là mặc ngủ cũng cảm thấy rất là phù hợp quý vị nha. Màu sắc thì chúng tôi xin phép được giao cho tất cả quý vị là ngẫu nhiên. Chất liệu thì cô tông rất là thoáng mát quý vị ạ. Và khi mà Quang Quý sờ vào á, tại vì bình thường là cái mình thun khi mà chúng ta mặc lên áo á, mình mặc lên người á, thì mình sẽ cảm thấy là thoải mái hay không là ở cái chất vải của nó. Khi mà Quang Quý rờ vào thì Quang Quý cảm thấy nó rất là mềm, rất là mịn. Cho nên là khi mà mình mặc vào nha thì sẽ thấm hút mồ hôi rất là tốt nè, cảm giác rất là dễ chịu. Mình kết hợp cùng với những sản phẩm trong chương trình lần này, kết hợp cùng với những chiếc quần lót kiểu dáng bikini nè, quần lót kiểu dáng boxer, và hơn nữa là kết hợp cùng với một món quà kèm theo, đó chính là những chiếc quần sọt mình xài ha. Chính xác rồi, chúng ta đã có những chiếc quần lót kiểu dáng bikini, chúng ta đã có những chiếc quần lót boxer là quà tặng rồi. Thì quà tặng ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là những chiếc quần sọt như thế này, để chúng ta có thể kết hợp cùng với lại những chiếc áo thun để chúng ta có thể luyện tập thể dục thể thao nè, đi ra ngoài để chúng ta có thể dạo phố cũng rất là tuyệt vời. Và khi mặc ở nhà ở Quang Quý, khi xem tivi nè, chúng ta sinh hoạt trong gia đình cũng rất là thoải mái. Những chiếc quần này với chất liệu cao cấp cũng như là thoáng mát để thấm hút mồ hôi. Nam giới của chúng ta thường thì sẽ di chuyển nhiều, những chiếc quần như thế này sẽ rất là phù hợp với nam giới của chúng ta. Quà tặng ngày hôm nay lên đến 7 món khi mà chúng ta đặt hàng thành công, gồm có 10 món là 10 chiếc quần lót với kiểu dáng bikini Quang Quý ơi. Và thưa quý vị, và chúng ta cũng có thể thấy là những dòng sản phẩm trong chương trình lần này thì chúng tôi đã suy nghĩ rất là kỹ để gửi đến cho tất cả quý vị nha. Tại vì đối với nam giới thì giống như là Minh Sang đã nói thì tiếng mồ hôi và tiết rất là mạnh. Đúng. Và đặc biệt là trong những cái thời tiết là nắng nóng ở khí hậu Việt Nam thì rất là dễ dàng dẫn tới tình trạng là chúng ta bị hầm, bị bí và bị khó chịu đúng không ạ? Cho nên những dòng sản phẩm trong chương trình lần này đều làm từ chất liệu là cô tông, rất là thấm hút mồ hôi tốt, cũng như là cảm giác thoáng mát về và vô cùng dễ chịu quý vị nha. Quang Quý một lần nữa nhắc lại trọn bộ sản phẩm trong chương trình lần này, chỉ cần một lần đầu tư mà thôi, chúng ta có ngay 10 sản phẩm chính là 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini 100% là cô tông không phỏng man để hít quý vị nha. Không dừng lại ở đó, còn có quà tặng kèm theo, đầu tiên đó chính là ba chiếc áo thun nam cũng là chất liệu cô tông vô cùng thoáng mát. Không dừng lại ở đó, còn có thêm là hai chiếc quần sọt kèm theo để mình có thể mặc tại nhà luyện tập thể dục thể thao quý vị nha, mặc ngủ cũng rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó còn có thêm hai chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer, mức giá thì cũng cực kỳ hấp dẫn, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị trong chương trình lần này chỉ với một lần đặt hàng thôi quý vị nha, một mức đầu tư bỏ ra cực kỳ hấp dẫn. Ngày hôm nay khi quý vị đầu tư một lần chỉ cần bỏ ra một mức giá rất là hấp dẫn và hợp lý thôi, đó chính là 499.000 đồng. Chúng ta sẽ có ngay đó là bộ 10 quần lót nam bikini của thương hiệu KD chúng tôi mang đến ngày hôm nay. Khi quý vị đặt hàng thành công, chúng ta còn có quà tặng nữa. Quà tặng ngày hôm nay lên đến 7 món quý vị nhé. Chúng ta sẽ có ngay đó chính là hai chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer cũng rất là thời trang nữa. Tiếp theo chúng ta có hai chiếc quần sọt nam với màu sắc ngẫu nhiên cũng rất là phù hợp với nam giới nữa. Và chúng ta còn có gì nữa à? Ba chiếc áo thun với lại chất liệu cũng rất là thoáng mát và phù hợp với nam giới. Ngày hôm nay hãy nhanh chóng sở hữu ngay sản phẩm của chúng tôi quý vị nhé. Quý vị khách hàng thân mến, một nửa thời gian trong chương trình mua sắm hấp dẫn lần này cùng với thương hiệu KD đã trôi qua rồi. Ngay bây giờ thì nếu mà quý vị cảm thấy là những dòng sản phẩm ngày hôm nay rất là phù hợp cho chính bản thân mình là nam giới trong gia đình của chúng ta, cũng như là các chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình lần này, đây sẽ là một cơ hội để gửi những lời yêu thương cũng như là sự quan tâm đến đấng mày râu trong gia đình của mình quý vị nha. Những sản phẩm này phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, những chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini với 4 kích thước S, M, L và cả XL nữa quý vị ạ. Chất liệu 100% cô tông vô cùng
cùng thoáng mát, không formaldehyde, phù hợp với nhiều vùng da khác nhau và đặc biệt là sẽ nâng đỡ phần dưới cơ thể của chúng ta. Một lần đầu tư trong chương trình lần này, chúng ta có ngay 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng bikini và bên cạnh đó còn có 7 món quà tặng kèm theo. Đầu tiên là 3 chiếc áo thun nam cổ tròn quý vị ạ. Ngoài ra còn có thêm 2 chiếc quần sọt nam và 2 chiếc quần boxer. Những dòng sản phẩm lần này mặc vào vô cùng thoáng mát và dễ chịu, kết hợp trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay trên VTV Huyền Đài Home Shopping. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với chúng tôi quý vị nha, để có thể là có ngay 10 sản phẩm chính và 7 sản phẩm quà tặng. Những cái thức cực kỳ đơn giản, quý vị chỉ cần ngồi tại nhà mà thôi, nhấc máy lên điện thoại về cho chương trình thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Quý vị cũng có thể truy cập vào website là vtvhuyendai.vn, chúng ta xem thêm nhiều thông tin về sản phẩm, từ đó thì mình đặt hàng một cách dễ dàng hơn. Và cái thức cuối cùng, có thể tải ứng dụng VTV Hyundai về điện thoại di động và máy tính bảng của mình để có thể mua ngay trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay với mức giá 499.000 đồng. Bộ 10 quần lót nam bikini Cardi với chất liệu an toàn, không gây mẫn cảm, co giãn tốt, thoải mái vận động, hạn chế vết hằn trên cơ thể, kiểu dáng đẹp mắt và thời trang. Thoải mái và an toàn cho nam giới, bộ sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay, bộ 10 quần lót nam bikini đến từ thương hiệu Cardi, được làm từ sợi cô tông cao cấp, thẩm thấu tốt, không formaldehyde, hạn chế vấn đề xù lông của vải cô tông. Bộ sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Bộ 10 quần lót nam bikini Cardi có 4 size để chúng ta dễ dàng lựa chọn S, M, L và XL với mức giá vô cùng hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, 499.000 đồng. Tặng ngay cho quý vị 7 món gồm có 2 quần lót nam boxer, 2 quần sọt nam, 3 áo thun nam với màu sắc ngẫu nhiên, thể hiện đẳng cấp phái mạnh. Quà tặng kèm theo trong chương trình 7 món cực kỳ hấp dẫn quý vị nha, bao gồm 2 quần boxer nam chất liệu cao cấp thấm hút mồ hôi tốt, 2 quần sọc nam chất liệu thun co giãn tốt, thoải mái mặc tại nhà hoặc là chơi thể thao. Kèm theo đó là cả 3 chiếc áo thun nam mặc nhà hoặc dạo phố chất liệu cô tông thấm hút mồ hôi tốt. Bộ sản phẩm chúng tôi xin phép được giao màu sắc ngẫu nhiên, cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Huyền Đài Home Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thời gian mua sắm ngày hôm nay đã trôi qua rất nhanh rồi. Minh Sang nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta có thể sở hữu, mang về cho mình những sản phẩm chất lượng của thương hiệu Cardi. Sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị là một bộ gồm có 10 chiếc quần lót kiểu dáng bikini, một trong những chiếc quần lót rất là cơ bản cũng như quen thuộc với nam giới của chúng ta. Và ngay bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng nhìn chi tiết hơn chiếc quần lót mà chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, có lẽ điểm ấn tượng đầu tiên của Quang Quý mà Minh Sang rất là thích với chiếc quần lót này đó chính là phần bản lưng của nó, là một cái bản phẳng như thế này sẽ tránh được cái hiện trạng đó là chúng ta bị in hằn trên da khi mà sử dụng, đúng không ạ? Đó là một bản liền như thế này và được làm bằng thun rất là co giãn như thế này. Và bây giờ Minh Sang sẽ cùng co giãn để Quang Quý cũng như tất cả quý vị có thể nhìn thấy nha. Đây, wow. Minh Sang làm rất là mạnh, nhưng mà khi mà chúng ta trả về thì đây, nguyên hình của nó vẫn như là lúc ban đầu, rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn ở cái đường kim mũi chỉ của nó, rất là chắc chắn cũng như là đều tăm tắp như thế này. Màu sắc của nó cũng rất là đẹp mắt và phù hợp với nam giới của chúng ta nữa. Có thể nói rằng đây là một sản phẩm chất lượng của thương hiệu Cardi, một thương hiệu đã rất quen thuộc trên VTV Hyundai Home Shopping. Và bây giờ thì Minh Sang sẽ cùng làm một thí nghiệm để tất cả quý vị có thể nhìn thấy cũng như là hình dung được cái độ thoáng cũng như là thoáng khí của chiếc quần lót ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, và hiện tại thì chúng tôi trong phim trường có ngay đó chính là một cái ly đá khói quý vị nha. Và quý vị cũng có thể thấy khi mà chúng ta trùm là những chiếc quần này lên thì cái phần khói nó bốc ra và cũng như là len lỏi qua từng những cái lỗ nhỏ li ti trên bề mặt của chiếc quần lót của chúng ta. Và thoáng như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy khi mà mình mặc trong suốt cả một ngày dài năng động, luyện tập thể dục thể thao hay là làm việc cũng cảm thấy được rất là yên tâm, thấm hút mồ hôi cực tốt quý vị nha. Như quý vị cũng thấy là cái phần khói của chúng ta bay lên rất là nhiều, chứng tỏ rằng những chiếc quần lót của chúng ta rất là thoáng khí khi mặc vào á. Thì nam giới thường là cái tuyến mồ hôi bài tiết rất là nhiều ha Quang Quý, nên rất là yên tâm với sản phẩm ngày hôm nay của thương hiệu Cardi, tại vì mồ hôi của chúng ta sẽ thấm hút rất là nhiều sau một ngày làm việc rất là dài, nhưng những cái phần cơ thể của chúng ta cũng không bị ứ động mồ hôi cũng như là bức bí rất là khó chịu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến một quà tặng mà tất cả chúng ta sẽ nhận được khi mà chúng ta mua hàng thành công ha Quang Quý, đó là những chiếc áo thun. Bây giờ Minh Sang cũng sẽ làm ngay một cái thí nghiệm để tất cả chúng ta có thể nhìn thấy độ thoáng khí của những chiếc thun này, cũng làm bằng chất liệu cô tông cũng rất là thoáng mát. Và ngay bây giờ quý vị cùng với Quang Quý hãy nhìn đây, phần áo thun của chúng ta sẽ có rất là nhiều khói bay lên ngay bây giờ.
Rồi, và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là với những món quà trong chương trình lần này, chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị những chiếc áo thun nam quý vị nha, cũng vô cùng là thoáng mát như thế này, cũng như là thấm hút mồ hôi rất là tốt. Khi mà chúng ta thực hiện những cái phần thí nghiệm thì quý vị cũng có thể thấy là cái phần đá khói á, khi mà khói bốc lên thì nó sẽ xuyên qua cả cái lớp vải, cho nên là quý vị có thể là hoàn toàn an tâm. Những chiếc áo thun trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị là những món quà tặng mình có thể sử dụng với rất là nhiều mục đích khác nhau quý vị nha. Mình mặc ngay tại nhà nè, mặc luyện tập thể dục thể thao, hay là nếu mà trong những cái ngày hè quý vị muốn đi du lịch, đi chơi picnic thì cũng có thể là mặc rất là thoải mái và dễ chịu. Và quý tin chắc rằng đây sẽ là những cái sản phẩm mang đến cho tất cả chúng ta, đặc biệt là nam giới trong gia đình của mình, cảm giác cực kỳ dễ chịu quý vị nha. Như vậy là chỉ cần một lần đầu tư mà thôi, dòng sản phẩm chính trong chương trình lần này đến từ thương hiệu Kadi, và những sản phẩm chính chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng là bikini quý vị nha. Quý vị có thể là theo dõi nè, đó, phần bản lưng thì sẽ phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, còn màu sắc ở bên ngoài thì như thế nào, nhiều người nói khi mà mình lựa chọn đồ lót ở bên sang thì không có quan tâm nhiều đến màu sắc đâu ạ. Tuy nhiên thì Quang Quý quan tâm nhiều hơn đó, và Quang Quý tin chắc rằng cũng có rất là nhiều quý khách hàng cũng nghĩ đến là việc chúng ta phải lựa chọn màu sắc như thế nào, đúng không ạ? Những màu sắc trong bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị rất là nam tính và phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, và dù cho là màu sắc nào thì chất liệu cũng là cổ tông 100% và không phọc mandehit, cho nên là quý vị cũng có thể hoàn toàn an tâm nha. Như vậy là chúng ta đã được lắng nghe Quang Quý chia sẻ rất nhiều về những ưu điểm về sản phẩm ngày hôm nay. Trong một bộ sản phẩm chúng ta có đến 10 món, như vậy là quý vị đã có thể yên tâm mua sắm, đầu tư một lần thôi chúng ta chỉ cần bỏ ra 499.000 đồng là có thể sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm rất là nhiều món như thế này, và quà tặng ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn nữa. Đầu tiên là quý vị có thể nhìn ngay, chúng ta sẽ có những chiếc áo thun như thế này, màu sắc là chúng ta sẽ có ngay là màu đỏ nè, rồi màu xanh đen và màu xám nữa, cũng rất là bắt mắt và phù hợp với nam giới của chúng ta. Chúng ta đã có 3 chiếc áo thun rồi thì chúng ta còn có gì nữa đây? Chúng ta sẽ có ngay 2 chiếc quần short để kết hợp với những chiếc áo thun này. Quý vị có thể nhìn thấy màu xanh đen, màu xanh da trời cũng rất là phù hợp với nam giới của chúng ta. Ngoài ra, quý vị còn được tặng thêm 2 món nữa, đó chính là những chiếc quần lót kiểu dáng boxer cũng rất là thời thượng và thời trang, nam tính, phù hợp với lại quý ông của chúng ta, Quang Quý ơi. Đúng rồi, thưa quý vị, và từ nãy khi mà nghe Minh Sang kể chi tiết ra là rất là nhiều những sản phẩm quà tặng như vậy thì Quang Quý đã cảm thấy vô cùng thích thú, mà không biết mọi người như nào mà Quang Quý có một cái tính hơi kỳ đó nha. Khi mà Quang Quý nhận được những cái món quà như thế này, Quang Quý hay ướm vào người lắm. Và quý vị thấy không? Nó rất là phù hợp, đúng không ạ? Những cái màu sắc chúng tôi xin phép được giao ngẫu nhiên nha. Tuy nhiên thì màu nào cũng rất là nam tính và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Và bây giờ cái phần lưng thun của dòng sản phẩm này nè, mặc dù là quà tặng thôi, tuy nhiên á là phần lưng thun co giãn rất là tốt quý vị ạ. Và không dừng lại ở đó, Quang Quý sẽ lật cái phần bản lưng ở bên trong nha. Cái bản lưng ở bên trong chúng ta còn có thêm là cả những cái sợi dây như thế này để chúng ta có thể là cơi nới phần eo và từ đó mình buộc lại và mình giấu ở bên trong như thế này quý vị ạ. Và từ đó sẽ phù hợp với rất là nhiều những vòng eo khác nhau. Với dòng sản phẩm này là những món quà, những chiếc quần short do nam mặc nhà nè, cũng có thể là mặc đi luyện tập thể dục thể thao nè, chất liệu cực kỳ là thoáng mát và dễ chịu luôn, cho nên là quý vị có thể là hoàn toàn an tâm sở hữu trong chương trình lần này. Đây là những món quà tặng kèm theo, không chỉ có quần short, chúng ta còn có quần lót nam kiểu dáng boxer là 2 chiếc quần kèm theo nữa. Và bên cạnh đó thì nếu mà Quang Quý đang cảm thấy rất là thích thú với những chiếc quần short thì có vẻ như là Minh Sang lại thích thú với những chiếc áo thun hơn, đúng không? Đây, Minh Sang đang sẵn sàng trên tay những chiếc áo thun là quà tặng khi mà quý vị đặt hàng trong chương trình ngày hôm nay, với kiểu dáng cũng rất là bắt mắt và phù hợp với lại nam giới của chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều màu sắc khác nhau và chúng tôi xin phép được giao hàng cho quý vị một cách ngẫu nhiên về màu sắc với những cái thiết kế rất là đẹp mắt cũng như là thời trang nữa. Quang Quý ơi, với lại cái quần short hồi nãy chúng ta kết hợp với áo thun này cũng rất là phù hợp, chất liệu cũng rất là thoáng mát cũng như là cao cấp, mang đến cho tất cả quý vị khi mà chúng ta đặt hàng thành công trong chương trình ngày hôm nay. Đúng rồi, thưa quý vị, từ nãy tới giờ nếu mà chúng ta hình dung lại, nhớ lại chọn bộ sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ thấy là có 7 sản phẩm quà tặng và 10 sản phẩm chính, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta nghĩ là mức giá sẽ rất là cao, tuy nhiên trong chương trình lần này thì mức giá cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Bộ 10 quần lót nam bikini đến từ thương hiệu Kadi, mức giá cực kỳ hấp dẫn 499.000 đồng. Quà tặng kèm theo 7 món: 2 quần lót nam boxer, 2 quần short nam và 3 áo thun nam. Sản phẩm quà tặng màu sắc ngẫu nhiên. Ngay bây giờ hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Quý vị không có cần đi đâu đâu ạ. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Takes us.
quần lót nam bikini của thương hiệu Cardi với chất liệu an toàn không gây mẫn cảm, co giãn tốt, thoải mái vận động, hạn chế vết hằn trên cơ thể, kiểu dáng đẹp mắt và thời trang. Trong chương trình lần này, chúng ta sẽ thật là thoải mái và an toàn cho nam giới với trọn bộ sản phẩm 10 quần lót nam bikini đến từ thương hiệu Cardi, được làm từ sợi cô tông cao cấp, thẩm thấu mồ hôi tốt, công phọc mandehit, hạn chế vấn đề xù lông của vải cô tông. Bộ sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Bộ 10 quần lót nam bikini của thương hiệu Cardi có 4 size để tất cả chúng ta lựa chọn: S, M, L và XL. Mức giá vô cùng hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping 499.000 đồng. Quà tặng gồm có 7 món: 2 quần lót nam boxer, 2 quần sọt nam, 3 áo thun nam với màu sắc ngẫu nhiên, thể hiện đẳng cấp phái mạnh. Quà tặng 7 món hấp dẫn trong chương trình lần này: 2 quần boxer nam, chất liệu cao cấp thấm hút mồ hôi tốt; 2 quần sọt nam, chất liệu thun co giãn tốt thoải mái mặc nhà hoặc chơi thể thao; 3 áo thun nam mặc nhà hoặc dạo phố, chất liệu cô tông thấm hút tốt. Bộ sản phẩm quà tặng màu sắc ngẫu nhiên, cơ hội không thể bỏ qua trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, một chương trình đặc biệt và vô cùng hấp dẫn khi chúng ta chỉ cần đầu tư một mức giá rất là hấp dẫn thôi, 499.000 đồng mà chúng ta có ngay một bộ sản phẩm lên đến 10 món, đó là chúng ta sẽ có ngay 10 chiếc quần lót kiểu dáng bikini rất là quen thuộc và phù hợp với nam giới của chúng ta, với cô tông thoáng mát cũng như là thấm hút mồ hôi và màu sắc cũng rất là đa dạng, phù hợp với nam giới, nhiều màu sắc khác nhau. Quang quý ơi, chương trình ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn khi mà chúng ta còn có quà tặng cũng rất là nhiều nữa. Đúng rồi, thưa quý vị, quà tặng kèm theo bao gồm lên tới là 7 món quý vị nha. Trong đó chúng ta sẽ có ngay là 3 chiếc áo thun nam cổ tròn. Mình có thể là mặc nhà, là luyện tập thể dục thể thao, đi du lịch, đi picnic rất là phù hợp. Kết hợp cùng với 3 chiếc áo thun này, chúng ta có ngay là 2 chiếc quần sọt quý vị ạ. 2 chiếc quần sọt cũng là màu sắc ngẫu nhiên chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn có thêm đó chính là 2 chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer và rất là nhiều quà tặng như vậy. Tuy nhiên mức giá trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đầu tư cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 499.000 đồng mà thôi quý vị nha, chúng ta đã có ngay tổng cộng là 17 món với 10 món chính, đó chính là 10 quần lót nam bikini, 7 quà tặng kèm theo, 2 quần lót nam boxer, 2 quần sọt nam và 3 áo thun nam màu sắc ngẫu nhiên chúng tôi giao đến cho tất cả quý vị. Ngay bây giờ thì quý vị hãy nhanh tay gọi đến số tổng đài quen thuộc đang hiển thị trên màn hình để có thể sở hữu ngay sản phẩm chất lượng ngày hôm nay của thương hiệu Cardi. Ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Một cách thức rất đơn giản nữa là chúng ta cũng có thể tải các ứng dụng mua sắm VTV Hyundai Home Shopping về các thiết bị điện tử của mình để có thể mua sắm ngay bây giờ. Quý vị thân mến, như vậy là chương trình ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị rất nhiều về sản phẩm đồ lót dành cho nam và hy vọng rằng quý vị sẽ có một đơn đặt hàng thành công ngày hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có những cảm giác thật là thoải mái khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm của thương hiệu Cardi ngày hôm nay. Và nói đến đây thì chương trình xin được khép lại rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.